là về quyền xe cảnh sát, đi quyền cách bắt ghét, bắt ghét xe cảnh sát bắt cướp bằng Lego, tiền đặt cái hộp bánh xe, có bánh xe 2, 4, 6 cái bánh xe, rồi bắt đầu gắn bánh xe vào, bánh xe vào, bánh xe rất là ngon, bánh xe chạy rất là êm, bánh xe vào. Xe tiếp tục là bánh xe, rồi gắn bánh xe vào đây, ai bánh xe trước, rồi tiếp tục gắn vào cái thùng xe, gắn vào cái thùng xe. Hôm nay làm chiếc xe cảnh sát và bọn cướp. Bắt đầu rồi, được cái bánh, hai bánh xào, một thức đèn tí, rồi ok, tiếp tục hai bánh kế tiếp, ok, rồi tiếp tục cái này là cái đồ gác chân, đồ gác chân, đồ gác chân. Cái này là cái đồ gác chân để đút lên đút xuống, rồi ok, cái cửa bị sụp sạch rồi, sửa lại thôi. Cái cửa bị sụp sạch rồi, rồi ok người, này là chú công an đội nón bảo hiểm, rồi tiếp tục đóng cái cửa lại. Bộ bánh xe đã xong, hai chân gác cũng xong. Sụp xích cái gì rồi, sụp xích cái gì rồi, cái gì nó bị lỏng rồi. Xong rồi, bắt đầu gắn hai cái cửa sổ cho xe, ok. Tiếp tục, cái này là cái cửa trước của xe, ok. Tiếp tục cửa trước của xe, ok. Rồi xong, cập lên anh có cái gì đó nó sạch sài sai rồi, xe không bằng phải, ngồi trong xe bị sụp chật, ngồi cũng không yên, ngồi nổ chạy ra xong vậy. Tiếp tục cửa sổ bên đây, rồi tiếp tục cái nóc của cái xe, wow cái nắp của chiếc xe mất cái xe tải. Có cái gì đó nó sẽ sai rồi, cái này là cái sự định trước, gắn vào đèn trước của xe, kịch gắn vào kịch. Tiếp tục xe này bị cầm bên nào đó, nhắm rồi, đây chưa xuống rồi, đây chưa xuống thì phải, rồi ok. Đây ăn vô ăn xuống, ok. Cái cửa xe đó ok, bây giờ cái này chắc ở đây, chắc nó nằm ở đây. Này là con Spider-Man, rồi bỏ vô tù canh chừng tội phạm. Lộn, cái này không phải ở đây, cái này nó nằm ở đây. Tiếp tục Spider-Man. Oh yeah. Xong rồi các bạn ơi. Xe sắp xong rồi.
chuẩn bị đi bắt cướp thôi. Rồi tiếp tục cái môi xe. Nhắn, có gì đó sai sai không? Rồi, ok. Ok rồi, ok rồi. Ngon, ngon lành. Ngon lành càng đào. Tiếp tục. Gắn cái này vào. Cái này bắn như sao đây? Gắn kiểu này quá. Rồi. Chưa thích kìa. Ngon lành càng đào rồi. Tiếp tục cái bên đây. Rồi, gắn cái này nữa. Gắn thêm cái này nữa. Tiếp tục gắn thêm cái này nữa. Để cái lá này vô. Xong. Xong một cái xe cảnh sát bắt cướp. Rồi tiếp tục. Làm bọn cướp thôi. Cướp thì có 4 bánh xe. Gắn. Ngon lành. Xong. Rồi, gắn cái đáy ngồi lên. Gắn cái đáy ngồi vào. Xong. Hình như bánh bự bánh nhỏ á. Bánh bự bánh nhỏ. Hai bánh trước cái bự. Hai bánh sau cái nhỏ đi. Hai bánh trước cái bự đi. Hai bánh sau cái bự đi. Tấu lượng chơi ra thôi. Nhiều quá. Ồ, nhiều quá. À, cái xe đâu rồi? Bánh xe. Rồi, cái bánh xe bự bự đây. Bánh xe bự đâu rồi? Bánh xe bự đâu rồi? Ta kêu bánh xe bự rồi. Rồi, không có bánh xe bự thì làm xe nhỏ. Làm cái bánh xe nhỏ thôi. Rồi, đi làm xong một chiếc xe. Xong. Xong chiếc xe bọn cướp. Rồi, cướp đâu rồi? Gắn này vô luôn cho nó quay. Xe phải có cái này mới quay. Xe bọn cướp mà. Gắn thêm cái này nữa. Rồi, gắn thêm cái quạt để chưa tóc. Nhìn. Cái bọn cướp. Đây, một con cướp. Một con cướp mà quắt cái đầu rồi. Kiếm cái đầu. Kiếm cái đầu nó coi. Cái đầu nó đây. À, cái đầu nó đây. Cái đầu này. Gắn vào. Ồ, ngầu. Ngầu như cái bùn cầu. Quá ngầu. À, hiếu tóc rồi. Hết đầu rồi, hiếu tóc. Chứ mới nón đòi vào. Không có nón rồi. Lên bên đây ngồi lên xe. Ngon lành. À, xúc xích hả? Tính chạy hả? Cướp mình tao đi chạy hả? Chạy trốn hả cưng? Cướp ngồi đây ngồi. Cướp mình chạy nuôi cánh quạt máy bay luôn. Ngồi, xe vô bẻ lái, ép ta lại. Bên đây. Quay lại. Ôi rớt. Rồi, ngon lành. Rồi, tiếp tục gắn vào. Sắp xịt rồi, sắp xịt rồi. Gắn vào. Sắp xịt tới rồi. Ồ, ngon, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Thì mấy cánh này cho chạy nhanh siêu tốc cho cảnh sát không được kịp. Được kịp không kích cưng. Eo 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 eo. Xong. Rồi bắt đầu. Chạy cảnh sát đâu? Spiderman đâu? Tia coi. Gà 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 gà. Bay lên cho chạy cái này coi. Xúc luôn cái cửa rồi. Lạnh. Spider-Man đi cướp thôi. Đây còn bánh xe nữa hả? Bánh xe cắn được không? Xe 6 bánh luôn, ngầu thiệt. Ồ, kỳ lạ. 6 bánh. Xe 6 bánh thì nó nhỏ 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 giật giật giật. Ồ, xe này lên núi à. Leo núi luôn à. Rồi, xong. Gắn lại cái cửa lại cho kho ấy coi. Bị lỗi rồi, lỗi ra cái cửa ra ngoài. Rồi. Xong. Để lại, để lại, để lại. Ồ. Ngon lành. Ngon lành. Rồi, bắt đầu. Rồi, xong. Tháo này ra đi, chạy ghê quá. Spider-Man.
bạn mẹ đứng trên này đi, đứng trên nóc, bọn cướp, bọn chạy xe siêu tốc độ, à, cướp này à, mắc cái mình rồi, còn cái giò, mất tiêu cái giò rồi, rớt mất cái giò rồi, cướp, đi cảnh sát cái đường ra, quèo, rồi xuất hiện bọn cướp xuất hiện, em lạng lách đánh giọng, lạng lách, ồ chạy rất là đẹp mắt, lạng lách, ồ kỹ thuật lái xe thật là điêu luyện, làm mấy đường ngay bật cho nó chạy thử ra xem sao, 1, 2, 3 rồi bắt đầu lạng nha, chạy, ồ không trúng luôn, ồ kỹ thuật quá. À, phát hiện rồi, Batman bay lại. À, phát hiện có thằng chạy lạng lách à. Người tính chạy à? Anh đây, anh xét đâu? Xuất hiện. Quèo, đố cũng xét được anh. Quèo. Cảnh sát được anh à? Không, không có chuyện đó đâu cưng. Quèo. Người không giỡn mặt à. Batman đâu? Xuất hiện. Chú. Anh đã vượt bài ra mày hèn. Mày hả? Mày dám chạy. Chạy nữa hả? Dám chạy. Ừ, rồi. Xuống. Bẻ ngang. Ờ, xíu là chết cái đít cậu. Chết cái đít luôn. Rồi, phá banh xe luôn. Rồi, bắt lại. Rồi, đầu hàng. Bọn cướp đã đầu hàng. Tinh tinh thang. Rồi, cái khác lại. Quèo. Rồi, vô tù, vô đi cưng, vô nhà xe đi cưng. Rồi, người dám chạy hả, chạy hả, rồi, nhốt lại. Rồi, yeah, về đồn thôi cưng ơi, chiếc xe của người hả, đốt luôn, lửa đâu, đốt luôn xe luôn, không có lửa đây rồi. Đốt luôn cái xe luôn, phá hủy xe luôn. Cậu đi lạng lách nữa, dám chạy lạng lách hả, lạng lách cho cưng, lạng lách nè, tháo banh cái xe cưng ra luôn. Rồi tiếp tục bay men bay lên xe, rồi nằm ngủ thôi về. Rồi tiếp tục đi tuần tra tiếp, tèn. Ồ, hết toàn cướp rồi ạ. À. Cướp đâu, các cơ ở đâu? Rồi, video cách đây là kết thúc. Xin chào các bạn.